Việc hiến tặng đất để làm đường, xây dựng nhà văn hóa đã không còn xa lạ gì với vùng đất Nam Tây Nguyên này. Những việc làm đẹp ấy thì luôn là những câu chuyện đẹp, thấm đẫm tình người. Và nghĩa cử cao đẹp mà chúng tôi muốn nhắc đến đó là của gia đình anh Dương Văn Minh, người dân tộc Mông, sinh sống ở xã Romen, huyện Đam Rông, khi gia đình anh đã viết tiếp câu chuyện của nhiều người để hiến tặng đất làm nhà văn hóa thôn, giúp cho hàng trăm hộ dân ở thôn 5 xã Romen, huyện Đam Rông có nơi vui chơi, giải trí. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Được hội họp trong ngôi nhà văn hóa có diện tích hơn 100 m², vừa mới xây dựng xong, trên gương mặt của những người dân ở thôn 5 xã Romen, huyện Đam Rông đều tỏ vẻ vui mừng, phấn khởi. Niềm mong mỏi có một nhà văn hóa để làm nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, vui chơi và hội họp của gần 160 hộ dân thôn 5 xã Romen, huyện Đam Rông từ rất lâu, giờ đây đã thành hiện thực. Chỉ có cái chương trình để xây dựng cái nhà văn hóa để cho thôn bạn có cái hội trường để sinh hoạt hàng ngày hoặc là hàng tháng thì coi là rất là thuận lợi thì cho bà con, thì coi như là bạn thân tôi cũng thay mặt cho thôn để rất là cảm ơn cho đảng và nhà nước, cũng rất là quan tâm với đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là dân tộc thôn Nam tại đây, thì coi như là chúng tôi cũng rất là cảm ơn thật nhiều. Trước đây trên phần đất được hiến tặng xây dựng nhà văn hóa thôn, gia đình anh Dương Văn Minh canh tác cà phê, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, nhận thấy những khó khăn bất cập của người dân khi mỗi lần hội họp đều phải mượn sân nhà dân để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Vì thế mà các hoạt động cũng không được duy trì thường xuyên, nên gia đình anh đã thống nhất quyết định chặt bỏ cà phê, hiến đất cho thôn làm nhà văn hóa, với mục đích góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bà con trong thôn. Kinh tế thì cũng bình thường thôi, nhưng mà chẳng qua là không có đất để mà làm cái nhà sinh hoạt cộng đồng cho thôn đó, cho nên là mới hiến cho anh, cho thôn nó sinh hoạt thôi. Gọi là trong mình cảm giác tự thấy là thôn đang cần đất, không có thì mình có thì mình hiến cho thôn. Không chỉ là người gương mẫu trong các phong trào ở địa phương, gia đình anh Dương Văn Minh còn là một gia đình điển hình trong việc nỗ lực làm kinh tế, lập nghiệp vào vùng đất Đam Rông chỉ với hai bàn tay trắng. Nhờ chịu khó cần cù nên theo thời gian, kinh tế của gia đình anh Dương Văn Minh tuy còn trẻ tuổi nhưng cũng thuộc hàng khá, nên anh luôn tiên phong thực hiện các phong trào, đặc biệt là các hoạt động của đoàn hội, trong đó đã vận động người dân trong thôn thực hiện nếp sống lành mạnh, không hút thuốc, uống rượu, tránh xa các tệ nạn xã hội, vân vân. Vận động thanh niên không nên tham gia vào các tệ nạn xã hội như là hút thuốc hay là uống rượu gì đấy, bè bạn gì đó nhiều, bởi vì chúng ta là một thanh niên, chúng ta phải sống có đạo đức, có văn hóa, có lối sống tốt thì những người xung quanh người ta nhìn vào, người ta mới biết là người Mông thanh niên ở đây là một thanh niên vững mạnh, trong sạch đối với theo như đường lối chính sách của Đảng nhà nước đưa ra. Thôn 5 xã Romen chủ yếu là người dân tộc Mông sinh sống. Họ di cư vào đây lập nghiệp đã lâu. Mặc dù kinh tế còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng tinh thần đoàn kết, sống vì cộng đồng luôn được người dân nêu cao. Ở đâu đó trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ còn nhiều những gia đình anh Dương Văn Minh và còn rất nhiều những câu chuyện đẹp, những gương điển hình tiêu biểu trong các phong trào. Và từ những tấm gương như thế đã góp phần đáng kể trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.